Xin gửi lời chào buổi sáng đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của mình ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 10. Mến chúc tất cả quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Hiện tại ở trụ chính dây văng B20 thuộc địa phận của xã Thới Sơn thì các đơn vị thi công đã hoàn thành kéo những cái bó cáp dây văng số 2 đưa vào vị trí rồi, và trong ngày hôm nay thì các đơn vị thi công sẽ tiến hành căng kéo bó cáp dây văng số 2. Phải nói là tiến độ thi công rất là nhanh luôn à. Sau nhiều giờ làm việc thì những cái bó cáp dây văng số 2 cũng đã được đưa vào vị trí rồi, trông rất là đẹp. Và cáp dây văng ở cầu Rạch Miễu 2 thì có màu xám xám, hơi bạc bạc một tí. Thì cái màu này so với những cái cầu khác thì nó hơi khác khác một tí. Nhưng mà về năm này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ thì nó sẽ bền màu theo thời gian mấy anh chị. Thì những cái màu khác là màu xanh ngọc bích, màu xanh dương, màu cam, màu đỏ thì theo năm tháng thì nó sẽ dần dần bay màu. Màu đỏ nó sẽ thành màu cam, rồi màu cam từ từ thành màu trắng đó, hoặc là màu xanh ngọc bích ở cầu Mỹ Thuận 1 đó thì dần dần cũng chuyển qua màu trắng trắng, hơi bạc bạc một tí rồi. Nên là chủ đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 lựa chọn cáp dây văng là có màu bạc này để mà sẽ bền theo năm tháng, và cái màu nó cũng không có thay đổi nhiều mấy anh chị ơi. Đây là xe đúc của đơn vị Bắc Trung Nam đã nâng hoàn thành hai xe đúc rồi. Ngay tại vị trí này thì rất là gần so với trụ chính dây văng B20 mấy anh chị. Nên là mình sẽ cố gắng mình quay cận cảnh nhất để mà tất cả quý khán giả có thể nào thấy được cái công tác kéo cáp dây văng số 2 xong rồi thì trong trụ chính như thế nào ha. Đây thì có một sổ cáp đầu tiên đã bị tróc cái vỏ bọc bên ngoài ra là thì có màu trắng xám xám. Thì gần đây thì một số anh chị khán giả cũng có nói là nhìn giống cái nhựa bình minh mấy anh chị. Mấy anh chị cũng bình luận vui vậy. Còn đây là phía bên dưới bệ trụ nè. Đó, nhìn rất là to, rất là hoành tráng luôn nha. Thì nó cái bệ trụ này, thân trụ thì nó hơi khác khác một tí so với những cái cầu khác. Thì ở dưới to nè, bắt đầu là vuốt nhỏ lên nè. Rồi bắt đầu là tới hai xe đúc nè. Đơn vị kéo cáp dây văng thì cũng thi công cái chỗ đứng này rất là an toàn mấy anh chị. Có thang đi lên nè, rồi có cái chỗ cái bệ đứng nè. Rồi hiện tại thì cái đơn vị thi công cũng đã lắp ráp lên tuốt ở trên rồi nè, số 2 nè ha, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 tới dầm ngang phía bên trên luôn rồi. Và hiện tại thì cái đơn vị thi công đang tiếp tục lắp đặt những cái chỗ đứng, lắp đặt cái thang leo lên tới cáp số 14 là cáp cuối cùng mấy anh chị. Ở cầu Rạch Miễu 2 này thì có tổng là 112 bó cáp dây văng. Hiện tại thì đã hoàn thành kéo cáp số 1 và đưa bó cáp dây văng số 2 vào vị trí nè. Coi như là hoàn thành 4 sợ nữa đi ha. Rồi trong ngày hôm nay thì ngày 1 tháng 10 thì các đơn vị thi công cáp dây văng sẽ di chuyển qua trụ B19, địa phận của xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để mà tiến hành kéo cáp dây văng số 2 ở trụ chính dây văng B19 này. Hai xe đúc cũng đã vào vị trí rồi, và trên mặt cầu thì cũng đã nâng hoàn thành hai cẩu lên mặt cầu rồi và đang tiến hành lắp đặt ván khuôn chuẩn bị cho công tác thi công khối K1. Thì ở cầu Mỹ Thuận 2 lúc trước á, thì mình nâng xe đúc lên đó thì mình có thể là làm được một số lượng thép nhất định ở trên xe đúc luôn. Còn ở đây thì mình phải chờ kéo cáp dây văng xong, căng kéo xong thì mới tiến hành làm thép mấy anh chị. Còn phía bên trên đỉnh tháp thì đang thi công đốt 31 thì phải, đang thi công cái đốt hình như là 32, đang đốt cuối cùng. Ở trên trụ B20 đây thì đang chuẩn bị cho công tác cất nắp mấy anh chị. Đó, đang tiến hành tháo gỡ ván khuôn này, thì cũng bơ bê tông xong rồi và lên xe leo rồi nè. Cũng đang chuẩn bị tháo gỡ ván khuôn, thì cái cẩu tháp cũng đưa cái móc vào vị trí này, chuẩn bị đưa ván khuôn xuống nè mấy anh chị. Nhìn rất là to ha, rất là hoành tráng. Xe đúc này nặng khoảng 200
50 tấn anh chị. Nếu mà lắp ván khuôn đồ lên nữa, u neo lên nữa thì nặng khoảng 250 tấn, thì mình chưa tính là lắp đặt thép lên nữa ha, lắp đặt thép lên nữa là rồi bê tông lên nữa là chắc hơn 300 tấn anh chị. Phải nói là một số lượng khủng khiếp mà các bây giờ băng phải chịu ha. Tỉnh không thông thuyền ở cầu Rạch Miễu 2 này là 37,5 m. Ở trong đây thì cũng đã thi công cái bệ nêu cấp dàn gió rồi. Sau khi mà tới cái dầm số số 4, số 5 gì đó thì sẽ móc với cáp dàn gió phía bên dưới để mà mưa to, gió lớn thì cái dầm của mình sẽ không có bị rung, không có bị dao động, không có bị lắc ha. Rồi, đây là cái nhịp biên phía bên trong nè. Rồi, ở đây là trụ B22 nè. Rồi, qua trụ B23 thì cũng đã hoàn thành cái công tác gác dầm và đổ bê tông mặt cầu xong rồi. Và bây giờ đang tiến hành thi công cái lan can hai bên của mặt cầu mấy anh chị. Ở đây thì gác 7 phiến dầm ha. Có 4 làn xe ô tô và 2 làn nhỏ là dành cho xe gắn máy ạ. Đây là trụ B24 nè, 24 thì sát ở trong bờ. Rồi 25 nè. Công tác gác dầm ở đường dẫn địa phận của xã Thế Sơn là phía bên còn Thế Sơn thì cũng đã hoàn thành 100% và bơm bê tông bỏ mặt cầu xong hết rồi. Và bây giờ chỉ chờ thi công cái lan can hai bên rồi cũng như là cái khe co giãn cũng như là những cái bảng liên tục nhiệt nữa là xong. Còn phía bên Tiền Giang thì hiện tại thì các đơn vị thi công cũng đang gấp rút triển khai thi công các trụ rồi đổ bê tông xà mũ. Hiện tại thì cũng đã gác dầm được 4 nhịp rồi, A0, B1, B2, B3, B4 rồi B45 đó, chuẩn bị cho công tác gác dầm những nhịp tiếp theo anh chị. Mỗi địa hình địa thế thì có một cái cách gác dầm khác nhau, cái cách vận chuyển vầm dầm vào thì cũng hơi khó nên cái công tác gác dầm thì cũng hơi chậm một tí, nhưng mà so với tiến độ tổng thể thì không có bị ảnh hưởng là mấy mấy anh chị ơi. Đó, đây là cái đường dẫn địa phận của xã Bình Đức đây. Trụ B18 nè thì cũng đã hoàn thành rồi và đang thi công trụ B17 là phía bên trong nè. Rồi đang thi công cái bệ trụ nêu cáp dàn gió. Rồi trụ B16, 15 và 14 ở trong thì cũng đang tích cực được triển khai công tác bơm bê tông những đốt thân trụ tiếp theo. Hiện tại thì hai trụ chính dự băng này cao hơn 120 m mấy anh chị. Thấy vậy chứ rất là cao nha. Đó, sắp tới là sẽ tiến hành cất nóc ở trụ B20 trước rồi bắt đầu là mới tiến hành cất nóc ở trụ B19. Hiện tại phía bên đây thì cũng đang lắp đặt cốt thép thi công đốt thân trụ tiếp theo đây. Ở bên đây thì đơn vị cáp dư văn cũng đang lắp đặt cái thang leo của mình nè, cái chỗ đứng để mà tiến hành kéo cáp sắp tới đây thì cũng đang lắp dài lên. Hai đơn vị Trung Nam và Trung Chính cũng là hai đơn vị thi công ở cầu Mỹ Thuận 2 lúc trước, thì có thể là sắp tới là cầu Đại Ngãi thì cũng là hai đơn vị Trung Nam và Trung Chính mấy anh chị. Cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu nối huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng cũng như là nối huyện Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh. Ở đó thì cầu lớn ha, ngay cửa biển mà cầu rất là lớn. Hiện tại thì cũng đang chuẩn bị cho công tác khởi công cầu Đại Ngãi 1. Cầu Đại Ngãi 2 thì dự kiến sẽ hoàn thành vào năm sau mấy anh chị. Trong buổi sáng hôm nay thì các đơn vị thi công cũng đang đi bộ ra cái phần cầu dẫn nè để mà đi ra cái trụ chính để mà thi công căng kéo cáp dự văn số 2. Thì có thể là trong hôm nay thì các anh sẽ tiến hành căng kéo xong luôn rồi sẽ tiến hành căng kéo phía bên trụ B19. Wow, quá khủng khiếp. Sáng hôm nay nắng rất là đẹp luôn. Thì cũng hy vọng là sẽ thi công thuận lợi, không có mưa, không có gió gì cả để mà các anh thi công vượt tiến độ giúp bà con ở miền Tây sắp
có thêm một cái cầu đi lại sẽ được thuận lợi hơn, dễ dàng hơn và không có bị kẹt xe giống như ở cầu Rạch Miễu 1 đã quá tải rồi. Bà con di chuyển rất là khó khăn, rất là vất vả cũng như là tốn rất là nhiều cái thời gian mấy anh chị. Đó là những cái cập nhật mới nhất của mình về dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Gửi đến tất cả quý vị và các bạn những cái tiếng đồn mới nhất hôm nay là như vậy. Chúc tất cả các cô chú anh chị, tất cả quý vị và các bạn khán giả có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.